tuần này là em lên thành phố phải không? Ừ, em cũng phải lên để đi làm chứ. Anh cũng lên luôn. Ủa, chứ không phải anh nói là anh ở lại đây sao? Anh phải lên trên thành phố để nhờ em biên tập lại sách nữa chứ. Ờ hả? Cóc, cóc. Tôi. Được không, được không? Đây, nè. Cù quá. Cắt, cắt, cắt. Này có chén mướp, ngon á. Anh Bên, có điện thoại nè. Anh cảm ơn. Anh nghe nè. Huy à. Má. Cuối tuần con về, con đã đóng gói hết đồ mang về cho ông bà trên đó chưa? Dạ, con chuẩn bị xong hết rồi má. Má. Ừ. Hay là má lên ở với tụi con một thời gian đi. Thôi, đừng có bàn cái chuyện này nữa. Con cũng đừng có lo lắng nhiều. Cái chân của má cũng ổn rồi. Nhưng mà con với thằng Bình, tụi con chỉ là bạn thôi má. Má đừng có nghĩ nhiều. Nên vậy. Cuộc đời không có giá như con à. Con cũng đừng nên nghĩ về quá khứ nhiều làm gì. Quá khứ đẹp á là vì lúc đó con cũng đang ở độ tuổi đẹp nhất, chưa đi qua ái ố cuộc đời. Con hiểu mà má. Chỉ là con nhớ lại một chút quá khứ thôi. Anh Bình, anh cũng sắp lấy vợ rồi á. Ừ, vậy thì tốt. Em kể thì anh thấy anh Quang cũng tốt ha. Ừ. Anh chăm sóc em kỹ lắm. Đôi khi em nghĩ anh giống như là ba của em vậy á. Vậy thì tốt rồi. Em xứng đáng được như vậy mà. Anh làm như là em con chú húng bằng á. Lúc trước em từng nghĩ là sau này em sẽ không lấy chồng nữa. Thì sao lại kết hôn? Anh có tin vào duyên số không? Vợ chồng cũng là duyên số đó. Trời, hôm nay mát quá ha.
thấy hình như em với Bình rất thân với nhau. Bọn em là bạn chơi chung với nhau từ nhỏ. Sao anh chưa nghe em nhắc tới bao giờ? Anh đi định cư ở nước ngoài cũng gần 10 năm. Em cũng không liên lạc với ảnh. Em có nói anh cũng đâu có biết. Nếu là bạn nói khố của em thì anh không phải nên làm quen. Thà không biết thì thôi, bây giờ đã biết rồi. Để coi ngày mai em hỏi ảnh coi ảnh có rảnh không đó. Thôi mình vô ngủ đi. Anh vô ngủ trước đi, em ngồi đây chút xíu em vô liền. Cũng được, mình vô sớm chừng sương xuống bệnh. Em biết rồi.